Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì là sẽ là một cái video về chủ đề về mụn trứng cá. Và cái video đầu tiên trong chuỗi series về mụn trứng cá thì mình sẽ nói là những mụn nào nên nặn và mụn nào không nên nặn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính của video luôn nhé. Đầu tiên nói về mụn trứng cá thì sẽ có nhiều loại mụn khác nhau. Đó là gồm các mụn này. Thứ nhất là mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn bọc, mụn mủ, mụn trứng cá mạch lươn. Và còn một cái loại mụn nữa, đó là mụn trứng cá da corticoid, hay còn gọi là mụn kích ứng. Vậy thì trong những cái loại mụn này thì mụn nào nặn được và mụn nào không nặn được? Đầu tiên chúng ta nói đến mụn đầu đen. Mụn đầu đen thì là do cái chất bã đẩy lên trên bề mặt da, nhưng cái nang lông được mở ra kết hợp với sự oxy hóa của không khí bên ngoài, tức là có nghĩa là nó gặp cái môi trường không khí bên ngoài bị oxy hóa và gây ra cái mụn đầu đen. Mụn đầu đen thì nó sẽ hay gặp ở các vị trí như là ở mũi này, ở phần gọi là cái phần rãnh mũi má này, thì đó là vị trí hay gặp nhất là của mụn đầu đen. Thì mụn đầu đen thực tế nó là tuyến bã. Bạn có làm sạch hoàn toàn được không? Mình không thể hoàn làm sạch được vĩnh viễn, mà mình chỉ làm sạch một cách tạm thời. Có nghĩa là riêng với mụn đầu đen mình sẽ phải có một cái chu kỳ để mình chăm sóc, có tính chất lặp lại, chứ không phải là dùng một lần mà khỏi vĩnh viễn. Thì đối với mụn đầu đen thì chúng ta có thể, nếu trong trường hợp chúng ta nhiều quá, chúng ta có thể nặn lên một cách rất là nhẹ nhàng. Sang phần thứ hai, đó là về mụn trứng cá, mụn đầu trắng ở trứng cá. Thì mụn đầu trắng đó cũng giống như là một cái tình trạng bít tắc tuyến bã, nhưng chưa được cái cổ nang lông chưa được mở ra ngoài. Chính vì thế mà không tiếp xúc với không khí thì nó sẽ tạo thành, họ gọi là cái mụn đầu trắng. Thì mụn đầu trắng thông thường hay gặp ở những cái người tuýp da khô nhiều hơn, tức là do cái sự sừng hóa cái bề mặt da, cho nên khi tuyến bã đẩy lên nhưng cổ nang lông không mở ra, làm cho cái tuyến bã đó nó bị tắc lại thì gây ra cái mụn đầu trắng. Thì với cái mụn đầu trắng này thì khi mà cái tổn thương không bị viêm, chúng ta hoàn toàn có thể là dùng dụng cụ để chúng ta nặn cái mụn. Tuyệt đối không được nặn mụn bằng móng tay, vì tổn thương bằng móng tay nó giống như là một cái con dao cùn á. Khi mà mình nặn lên như thế, vô tình mình nặn được cái nhân mụn rồi, nhưng hai cái móng tay siết chặt vào với nhau làm cho cái tổn thương ở cái vùng xung quanh da của cái mụn đó, và nó gây tình trạng tăng sắc tố sau viêm. Nếu trong trường hợp móng tay của chúng ta bị nhiễm khuẩn thì chúng ta sẽ bị bội nhiễm bởi cái vi khuẩn khác ở trên da và làm cho cái mụn nó sưng to hơn. Và sang đến phần mụn thứ ba, đó là những cái mụn bọc. Mụn bọc thì đối với mụn bọc thì nó cũng giống như là một cái tình trạng bít tắc của cái mụn đầu trắng, tuy nhiên nó kết hợp với tình trạng viêm, có nghĩa là bít tắc lâu ngày và có sự xâm nhập của vi khuẩn. Khi có sự xâm nhập của vi khuẩn như vậy thì sẽ gây ra những cái triệu chứng là sưng, nóng, đỏ, đau. Và nhưng cái bề mặt của cái mụn đó không được, tức là lỗ chân lông không được mở ra. Chính vì thế những cái mụn bọc đó mình khuyên tốt nhất là các bạn không nên động vào, mà chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm về thuốc này, rồi thuốc uống hoặc thuốc bôi để làm cho cái cồi mụn đó, làm cho cái bề nang lông được mở, cổ nang lông ra và cái mụn nó tự trồi ra ngoài. Tiếp theo đến sang phần đó là cái mụn mủ. Thì cái mụn mủ bản chất chính là những cái mụn bọc nhưng đã bị viêm, thời gian viêm nó sẽ lâu hơn và cái bề mặt nó sẽ, khi cái bề mặt lớp sừng nó mỏng hơn và chúng ta nhìn thấy cái đầu mủ đó. Thì nếu trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cái quầng viêm ở xung quanh mà thấy nó khô rồi, nó không còn bị đỏ nhiều nữa, thì đối với những cái mụn đấy chúng ta có thể nặn ra bằng cách là chúng ta sẽ dùng hai cái tăm bông vô khuẩn, chúng ta tì lên cái viền xung quanh của cái mụn và chúng ta sẽ lấy cái nhân mụn đấy ra một cách rất là nhẹ nhàng. Nhớ tuyệt đối không được dùng móng tay để nặn mụn. Còn đối với những cái mụn mủ mà xung quanh mà chúng ta thấy rằng là nó rất là viêm, tức là ngoài cái mụn đầu mủ ở giữa thì xung quanh nó cái quầng đỏ nó còn rất là rộng, thì chúng ta không nên động vào vì quá trình viêm vẫn đang tiếp diễn ở trong cái mụn đó. Đối với cái một phần nữa, đó là một cái phần mụn khá là nặng, đó gọi là trứng cá mạch lươn. Có nghĩa là những cái ổ viêm, nó là những cái cục, những cái nang chứa những cái chất bã đã bị nhiễm khuẩn nhưng kích thước to và số lượng mật độ dày hơn, thì tất cả những cái ổ nang đó chúng nó thông vào với nhau. Thì đối với những cái trường hợp đó tuyệt đối không bao giờ được đụng vào, vì bạn chỉ cần nặn lên một mụn thôi thì toàn bộ tất cả những cái ổ viêm còn lại nó sẽ bùng phát lên. Không những bạn không khỏi mà bạn làm cho tình trạng nó trở nên nặng hơn. Và đối với trứng cá mạch lươn ấy, nó là một cái tình trạng trứng cá tối cấp,
Chính vì thế mà cái thời gian điều trị nó sẽ dài hơn rất nhiều. Có những trường hợp bệnh nhân sẽ phải điều trị tầm 6 tháng, 9 tháng, thậm chí cả 1 năm. Và đối với những trường hợp mụn trứng cá đó, chúng ta không đụng vào vì thứ nhất kích ứng lên, thứ hai nếu trong trường hợp chúng ta điều trị không đúng có thể để lại cái vết sẹo rất là dài và gây ảnh hưởng thẩm mỹ cho cái bệnh nhân đó. Còn một cái mụn trứng cá cuối cùng mà thường trong sách sẽ rất là ít ghi, đó là cái mụn trứng cá do corticoid. Thì cái mụn trứng cá do corticoid thì trong những cái video trước có thể mình đã xen lẫn, mình nói qua một chút rồi, thì trong video này thì mình sẽ tập trung hơn. Thì đó là những cái mụn trứng cá rất là nhỏ, trông nó giống như một cái dạng kích ứng ấy, có nghĩa là nó giống như là một cái tình trạng như trứng cá nhưng nó lại không có nhân, nó không khô cái nhân để cho bạn. Chính vì thế mà nhìn cái mụn trứng cá do corticoid nó cứ sắp xếp đều nhau, nó cứ lứa tuổi nhiều nhau và mật độ dày, tạo cho cảm giác cả cái khuôn mặt chúng ta đỏ bừng lên. Kết hợp với lại là bệnh nhân sẽ có một cái tiền sử đã dùng những cái sản phẩm có chứa corticoid và hiện tại bây giờ là mụn lên và có cảm giác là ngứa, thì chúng ta sẽ chẩn đoán là một cái tình trạng viêm nang lông do nhiễm corticoid. Thì đối với cái mụn trứng cá này thì chính vì không có nhân nên chúng ta chẳng có cái gì để mà nặn cả và không biết nặn như thế nào vì số lượng mật độ quá nhiều. Thì đối với những cái mụn trứng cá đó, tốt nhất chúng ta đừng nên động vào và chúng ta phải đến khám bác sĩ để có những cái phác đồ điều trị phù hợp đối với mụn trứng cá đó. Vì những cái mụn trứng cá do corticoid ấy thì kể cả bạn dùng đường bôi như là boretinol thì nó sẽ rất là kích ứng, nó sẽ không khô được cái mụn giống như mụn trứng cá thông thường đâu, mà thậm chí nó còn bùng phát lên nhiều hơn. Và tổng kết lại, chúng ta thấy rằng toàn bộ những cái nhân trứng cá đó thì chỉ có một cái nhóm, đó là nhóm trứng cá không có viêm thì chúng ta lấy cái mụn đó ra có thể, nhưng phải đúng cách và tuyệt đối không được dùng hai cái móng tay để mình nặn. Còn đối với cái nhóm trứng cá mà đang trong quá trình viêm thì chúng ta tuyệt đối không được đụng vào. Một số bạn mà hay đi nặn mụn ở những cái cơ sở không uy tín ấy, thì thường khi đến với mình là tất cả các mụn trứng cá đều được nặn lên. Và khi bệnh nhân đến với mình sẽ giải thích luôn là khi đến với mình thì tất những cái mụn trứng cá nào mình nặn được là mình sẽ nặn, còn những cái mụn trứng cá nào không nên nặn thì tại thời điểm đó mình sẽ không nặn và mình sẽ chờ cho những cái mụn trứng cá đang viêm đó nó sẽ lui về những cái giai đoạn không viêm, thì lúc đấy mình mới lấy cái nhân đấy ra, chứ cùng một lúc mình sẽ không lấy hết tất cả những cái nhân mụn. Khi mình giải thích điều đó thì sau dần dần thì mình thấy là ok, bệnh nhân cũng đã hiểu, cũng đã thấy rằng là nó có cái cơ chế khoa học và người ta sẽ không lựa chọn cái phương pháp là khi bị mụn thì đến một cái cơ sở về thẩm mỹ hay là cơ sở về phòng khám là tất cả các mụn đều phải nặn ra hết. Tại vì khi mà bạn nặn ra quá sớm như vậy thì có những cái hậu quả để dạy lại. Thứ nhất là tăng sắc tố sau viêm hay mà mọi người còn gọi là cái vết thâm. Thứ hai nữa là để lại những cái sẹo, thường nó là sẹo lõm. Còn một số trường hợp có thể để lại sẹo lồi ở những cái vùng góc hàm. Mà khi đã để lại cái phần sẹo rồi thì điều trị cực khó. Bạn sẽ vĩnh viễn 100% không thể hồi phục lại cái làn da nguyên bản như mình được. Qua video này mong rằng là những cái kiến thức nho nhỏ của mình có thể góp thêm một cái phần nào đó trong cái lượng kiến thức khổng lồ của các bạn. Và khi mà mình làm cái YouTube ý, bản thân mình là một cái người bác sĩ da liễu và mình chia sẻ không có nghĩa là mình áp đặt tất cả các kiến thức cho các bạn. Ở đây chúng ta là trao đổi và chúng ta chia sẻ kiến thức với nhau. Thì nếu các bạn có những cái góp ý gì thì các bạn hãy góp ý cho mình để mình được hoàn thiện những cái video sau nó sẽ tốt hơn, cũng như là mình củng cố những cái kiến thức của mình nó sẽ được tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.